Chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người sản phẩm, đó chính là combo bộ dàn lạnh sau của Toyota Innova 2008 đến 2010. Sản phẩm là được cung cấp bởi công ty Toyota trực thuộc Toyota tập đoàn Denso tại Thái Lan. Đây anh em cùng nhìn nhé. Với cái combo bộ sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm này: một quạt dàn lạnh sau, một rơ le này, điện trở và dàn lạnh liền van tiết lưu luôn này. Đó, đây chính là cái dàn lạnh, nó sẽ đứng ở phía trong này. Đây là hai mặt bích ra. Đó. Đây, đây phía mặt để chúng ta bắt vào cái phía sau này. Đây chính là cái quạt gió này, anh em nhìn nhé. Đây là cái chất hàng xịn này, từ cái mắt thường thì anh em cũng có thể thấy được cái nhựa này, nó rất là chắc chắn này. Bao bọc ở phía bên ngoài là cái vỏ hộp nhựa ABS cao cấp này, phía bên trong quạt này, anh em nhìn thấy chất không? Rất xịn luôn. Đấy. Có thể nói là dù các bác có khó tính đến mấy cũng ok luôn. Đó. Đây là các cái điểm chấm xanh của hãng Denso bên đấy anh em nhé. Đây là hai giắc điện của nó này. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái combo bộ sản phẩm dàn lạnh sau của Toyota Innova 2008 đến 2010. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.